Rồi mình ngay xem là token của thằng view ly mình đi sang nó địa chỉ là view.ly. Nó là một nó có dạng như kiểu YouTube, nhưng mà nó sẽ như YouTube là khi bạn làm video và có quảng cáo xuất hiện thì bạn chỉ nhận được có 45% nhé, 45% cái lợi nhuận quảng cáo đấy. Còn khi còn một đội và cái view.ly này thì nó rất là hay, nó sẽ cho bạn được tối đa cái giá trị của quảng cáo các bạn nhận được nhé. Đây, và để cho mình xem một, cho mình xem các bạn xem, mình cho các bạn xem một số hình ảnh của cái thằng này. Thì đây nó bán tối đa là 100 triệu token, tối đa là 45 triệu token, và bắt đầu mở bán từ ngày 22 tháng 2, và có giá hiện tại là 0,45 đô một token này. Và bắt đầu mở đăng ký sách trắng ngày 2 tháng 1, và bắt đầu mở bán từ ngày 20 nhé. Đây là biểu đồ phần trăm độ lượng token, và còn đây là lộ trình của nó các bạn nhé. Các bạn nào hiểu tiếng Anh thì có thể dịch ra. Còn đây là lộ trình của cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Đây là team của view.ly. Đây là những người cố vấn của view.ly. Và hiện tại thì nó đang có chương trình phát miễn phí Bounty. Các bạn vào trong các bạn nhấn Bounty và lựa ở đây. Để mình đây, các bạn vẽ nhiệm vụ cho Nhật Bản và Hàn Quốc, còn là nhiệm vụ do người Trung Quốc và người Nga. Nên là mình cũng chưa biết nên MimeWare là cái gì. Cần người bạn để mời bạn ấn vào apply nhé. Và trước khi này bạn phải tạo tài khoản ở alpha.bounty.io. Đây, mình chưa có cái gì không? Sáng tạo video này, hoặc là viết bài báo đăng này. Và đây là người sáng tạo mỗi ngày. Đây là để mình sẽ giới thiệu. Chúng tôi có rất nhiều báo chí bên ngoài và các cuộc phỏng vấn hiện đang được sắp xếp trong tương lai gần. Nhưng cộng đồng của chúng tôi cũng rất quan trọng trong việc giúp chúng tôi tiếp tục truyền bá thông tin về Viewly. Để đạt được khoản tiền thưởng này, hãy đăng một bài báo do bên ngoài tạo ra về Viewly và bình luận về nó. Bạn có thể chia sẻ điều này trên nước ít của chúng tôi hoặc tại một bài đăng khác để có liên thưởng. Bạn hãy kết nối với chúng tôi để kiếm phần thưởng cho mỗi ngày 200 view nhé. Rồi nhiệm vụ video thì cũng được thưởng 200 view các bạn ạ. Đây các bạn thưởng được 2.000 view, và các bạn xem nhiệm vụ nào phù hợp với mình thì làm nữa. Để mình xem cái các cộng đồng mạng xã hội của thằng view.ly. Facebook này, Twitter, Telegram. Facebook của nó thì có 500 lượt thích nhé. Twitter thì được 500 người theo dõi. Telegram thì đã 6.700 người. Và hiện tại nó cũng đang có chương trình. Đây, các bạn khi vào đây các bạn cũng thấy nhiệm vụ chat với con bot và nhận miễn phí token của người ngoài. Đấy, những cái này hướng dẫn. Đây Nguyễn Rob Doi Mio Boy ETHS ETHS Get Term Referee. Cùng cho các bạn nhớ mình sẽ để lên mình viết này ở dưới nhé. Chúc các bạn kênh này thật nhiều tiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.